chào các bác yêu lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay thì em lại chia sẻ cho các bác những cái chậu lan đơn thân rất là đẹp. Các bác anh chị mua hàng liên hệ trực tiếp qua số 0977 842 981 ạ. Và đem có những cái giò nhạn tháng 8 đơn thân nhé. Và các bác kết nối trực tiếp qua số điện thoại hoặc kết nối Zalo theo số bên em đã ghim trên bài, đó là 0977 842 981 các bác nhé. Mở đầu like, em mời các bác ngắm đó là một giò Denso Zaza mã số 2. Hôm nay thì em còn lại có 2 đến 3 giò các bác ạ. Và em sale cả nhà mình với giá là bằng 250.000 ạ. Đang bắt đầu đi nụ rồi các bác nhé. Thực ra nó rất là nhiều mặt hoa các bác ạ, chứ không phải là một mặt hoa nhé. Một cái giò thường ở bên em ký lũa là 3 mặt hoa các bác ạ. Đấy, chớp, hồng, tím. Một cái giò Zaza mã số 1 bằng 250.000 ạ. Đây các bác nhìn mầm tơ đang đi rất là nhiều luôn. Và mã số 2 ạ. Mã số 2 thì rất là sum các bác nhé, rất là sum, được ký trên một cái lũa và cũng chưa có phân các bác ạ. Đây, đang bắt đầu nhô những cái ngồng các bác, ngồng nụ này. Đấy, đang đi ngồng luôn nha. Mã số 2 chia sẻ các bác bằng 260.000 ạ. 260 các bác nhé. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm chiêm ngưỡng những cái giò nhạn tháng 8 nguyên bản của Gia Lai. Đây mời các bác ngắm cái quân nhạn tháng 8 Gia Lai các bác. Bản lá rất to và đẹp nha, lá rất là dày, cổ lá xếp rụt rịt, gốc nguyên bản các bác ạ. Con này thì nó bị đuôi mất vòi. Em sale các bác mã này mã số 2 ạ. Mã số 2 bằng 1.500.000 ạ. Hoàng nhạn nguyên bản Gia Lai các bác nhé. Và đây của em là mã số 9 ạ. Mã số 9, một siêu phẩm tác phẩm hoàng nhạn Gia Lai các bác nhìn này. Cây nguyên bản tố chất rất đẹp. Và là mị bồng con nhá. Các bác dinh con này về là sẵn ngắm này. Chia sẻ các bác mã số 9 ạ, bằng 1.800.000 các bác ạ. 1.800.000 cho mã số 9 nhận Gia Lai nhé. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm mã số 1 ạ. Ở trước màn hình thì em mời các bác chiêm ngưỡng một cái giò nhạn Gia Lai của mã số 1. Thì cũng bắt đầu hấp hé các bác ạ. Đây, cánh của nó màu xanh các bác nhé. Cánh của nó màu xanh các bác này. Lưỡi là lưỡi hồng các bác, lưỡi hồng rất là thơm. Cây này tố chất cũng đẹp và hôm nay sale các bác mã số 1. Đấy, một cây nguyên bản một cục nha, cục gỗ nguyên bản các bác này. Mã số 1 chia sẻ các bác 1.380.000. Mã này gọi là mã sale. Có thể mọi người mua sẽ tới tầm 2 triệu các bác ạ. Đây, xếp siêu rủ dịt. Mã số 1 1.380.000. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu quế tháng 8 nguyên bản đơn thân rất là đẹp nhá. Mã số Q1 em chia sẻ các bác bằng 580.000 ạ. Q1 các bác nhá. Rồi, các bác ngắm cho em một cái dề quế tháng 8 của Hòa Bình này. Giò này rất là đẹp. Ở chia sẻ các bác mã số 1A. Một dề quế Hòa Bình các bác nhé. Bản lá đẹp. Con này 6 vòi thì em làm gãy một vòi rồi. Đấy, 3 mẹ bồng 3 con các bác ạ. 3 con mẹ này. 1, 2, 3 con nha. Đang để 3 con khá là đẹp. Chia sẻ các bác mã số A1 bằng 860.000 các bác ạ. 860.000 mã số A1 các bác nhé. A1. Mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một dề quế tím ạ. Đây là hàng dề các bác nhé, hàng dề. Bác ngắm những con quế này rất chi là to. Quế tím thì hương của quế tím rất là thơm các bác ạ. Sale các bác mình một dề quế tím siêu phẩm với giá bằng 450.000 ạ. 450.000 cho quế tím các bác nhé. Và em mời các bác chiêm ngưỡng một cái giò quế nguyên bản các bác ơi, quế nguyên bản Hòa Bình nhé. Quế tháng 8, một cái dề tác phẩm phải nói là một mẹ mà bồng rất là nhiều con. Đó, em gái chia sẻ các bác cái siêu phẩm này, có thể giá thị trường đấy thì nó sẽ tới tầm 28 đến 35 triệu các bác ạ. Nhưng em sẽ sell và chia sẻ cả nhà mình một cái dề tác phẩm, đó là quế nguyên bản của Hòa Bình, bản lá siêu to và đẹp. Hôm nay cắt lỗ các bác cái giò này này. Cái giò này thì ngày xưa thì cũng đã rất là nhiều lần đi thi hội lan rồi, thì cũng đoạt giải của hội lan rồi. Đấy, cái thời đỉnh điểm nhất là khách cũng trả 48 triệu rồi. Nhưng mà lúc đấy là nhà em thì cũng chưa xác định bán thì thôi. Gọi là trong lúc mà bây giờ thời điểm nó cũng khó khăn. Và hai nữa cũng đang làm nhà nên em sẽ sell các bác mã này hôm nay cắt lỗ nha. Bằng 9.860.000 các bác, 9.860.000 nhá. Cắt lỗ cả nhà mình một cái dề quế phải nói là siêu tác phẩm các bác ạ. 9.860.000. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu triệu kiếm xanh Huế, em sẽ giới thiệu các bác sau ạ. Đây, trước màn hình thì em mời các bác ngắm một cái chậu cửu bảo tiên ạ. Đây là mã số 1 các bác, một chậu 3 cây nhá. Mã này thì nó sẽ đi nụ sau một chút.
Thường đến tầm tháng 11, tháng 12 đến vẫn tháng 11 vẫn có nụ, các bác chơi hoa Tết này. Riêng cái dòng cửu ấy, bác ngắm lại cái bông hoa của cửu nó rất là đẹp các bác ạ. Cửu này, em mời các bác ngắm cái khuôn hoa của cửu Bảo Tiên nhé, siêu phẩm. Thì cái mã số 1 thì em chia sẻ các bác bằng 800.000 ạ. 800.000 là mã số 1, 3 cây nhé. Nói chung là 3 cây tác phẩm đẹp. Và đây là mã số 2. Mã số 2 thì em chia sẻ các bác bằng 1 triệu ạ. Thì một cây đang bắt đầu đi nụ rồi các bác ạ. Và những cây bên cạnh của nó thì nó cũng là cây cũng đang nứt bọng lá, bể lá và chuẩn bị đi nụ. Đây là mã số 1 bằng 1 triệu ạ. 1 triệu cho mã số 2 các bác nhé. Đây là mã số 2, em xin lỗi. Và mã số 2 thì em chia sẻ các bác bằng 1 triệu nha. Đó, 1 triệu cho siêu phẩm mã số 2 các bác ạ. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái đây. Một cái giò đây các bác, đuôi chồn này. Đó, trước màn hình thì em mời các bác ngắm một cái giò đuôi chồn trắng. Đấy, sau em lại giới thiệu các bác riêng cái siêu phẩm chồn trắng rất là đẹp. Đó, trước màn hình là một cái dề chồn trắng nhá. Chia sẻ các bác mã này, hôm nay còn một giò này. Xem các bác mình mã này là bằng 480.000. Chồn hoa trắng các bác nhé. Và tiếp theo đây là một cái giò chồn đỏ. Các bác nhìn bản lá to. Và cái cổ lá của nó cũng là màu đỏ các bác ạ. Đây, em sẽ soi mọi người nhìn nó rõ hơn. Cổ lá của cây chồn đỏ này rất là to. Và nó cũng rất là ít giống các bác ạ. Em sẽ sell các bác một cái chậu chồn đỏ với giá bằng 380.000 các bác ạ. 380 cho chồn đỏ nhé. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu hoàng nhạn A3 hoa xanh lưỡi trắng. Đây các bác ạ, đây là cái dòng hoa xanh lưỡi trắng này. Hoa xanh lưỡi trắng các bác nhé. Và em sell các bác mã này bằng, nghĩa ra là một cây cũng dao động từ 400.000 một cây, nhưng em sẽ sell các bác mã này bằng 420.000 các bác ạ. 420.000 cho một chậu nhạn A3 hoa xanh lưỡi trắng các bác nhé. Hoa xanh lưỡi trắng. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu cáo trắng, phải nói là đẹp. Nói chung là đẹp lắm cái chậu này. Bác nhìn này, một chậu lan thuần mà phải nói là chưa một cái tí phân nào nha. Chia sẻ các bác cái siêu phẩm cáo trắng mã số 2 bằng 550.000 ạ, 550 cáo trắng các bác nhé. Tiếp theo em có chậu cáo đỏ cao bằng các bác ạ. Một chậu cáo đỏ khá đẹp này, mã này thì chia sẻ các bác bằng 380.000 ạ. 380.000 cho một chậu cáo đỏ cao bằng nhé. Đây, cáo đỏ cao bằng các bác ạ. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu nhạn 4N, phải nói là siêu phẩm các bác ạ. Này, phải siêu tác phẩm bản lá rụt nhá. Có những lá nó dao động 6 cm các bác này. Này, con này nó bị bể lá các bác ạ, bể lá. Đấy, đấy nó bể chút lá các bác này. Đây là những cái vết xước từ ngày xưa nha. Duy nhất một siêu phẩm 4N tác phẩm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Tức là 15 cặp lá rưỡi các bác ạ. Em có duy nhất một chậu mị bồng con, các bác nhìn thấy mị bồng con này. Siêu phẩm 4N nha. Đúng một giò. Cây này thì các bác chắc chắn là giá thị trường thì chắc chắn là không dưới 2 triệu rưỡi rồi. Tại vì em có đúng một cây thôi, một siêu phẩm 4N. Thì em sẽ chia sẻ các bác bằng 1.380.000 ạ. 1.380.000 cho siêu phẩm 4N các bác nhé. Tố chất của cái giò này thì nó quá đẹp các bác ạ. Đây, nó chỉ có bị cái là nó bể cái lá các bác, là nó vỡ đấy. Đấy, nó vỡ lá các bác nhé. Thực ra cái này các bác bôi tí keo liền sẹo là nó ok ấy, nó không sao đâu. Đấy, bôi tí keo trắng ấy là nó liền ok, bản lá to, lá rụt, lá ngắn nhá, 6 cm các bác ạ. Đó, chia sẻ các bác mã này 1.380.000. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một chậu cô ki xưa nhá. Đây là cô ki tím xưa các bác ạ. Đây là cái vết mà nó bị xém này, xém nắng này. Đây cũng bị cháy một tí này, cháy lá rồi các bác, khô đét đèn điện. Hai cây lá mít nhá, cô ki xưa. Và đối với chậu này thì em sẽ chia sẻ các bác bằng cô ki xưa để sell các bác mã này bằng 350.000. 350 cho chậu cô ki xưa các bác ạ. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một chậu quế trắng tháng 8. Đây là một cái giò tác phẩm đơn thân mà nó là hàng nguyên bản. Chung là bao đẹp. Cái giò này thì chia sẻ đến các bác như mình tác phẩm nguyên bản nhé. Một chậu giò quế tháng 8 khủng. Chia sẻ các bác mã này bằng 4.680.000 các bác ạ. 4.680.000. Tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu cô ki hoa vàng nhé. Em mời các bác chiêm ngưỡng cái giò cô ki hoa vàng các bác này. Đấy, hoa rất là đẹp luôn các bác ạ. Bông to nhá, cánh bầu bông rất là to của cái top cô ki hoa vàng rất là đẹp. Và em chia sẻ các bác mình một chậu cô ki hoa vàng với giá bằng 400k các bác, 400k cho cái chậu cô ki hoa vàng nhá. Tiếp theo mời các bác ngắm một cái chậu quế đơn thân. Mã số là Q8, à Q3, Q3 mã này chia sẻ các bác bằng 550 nhá. Đó, 550.000 cho mã số Q3 các bác ạ.
Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái giò cuối tháng 4, phải nói là nó đẹp. Mã này thanh lý các bác nốt 230.000 các bác, 230.000 cho em cuối tháng 4 này các bác nhé. Cuối tháng 4 đó, 230 các bác ạ. Đây hoa này, hoa vụ lần rồi ấy, em quay lại cái video cho khách phải nói là rất là đẹp các bác ạ. Hoa ở cuối tháng 4 nhá, hoa vàng cam lửa. Nó 230.000 em gái thanh lý nốt các bác ạ, có chậu này đẹp. Đấy, phải nói thân rất là dài và thiếu mỗi phân thôi các bác nhé. 230.000. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm những cây cây củ Lao Minh. Đây. Em thì còn lại vài cây các bác ạ. Đây củ Lao Minh hàng rừng nha. Thì các bác thấy này, hoa xanh lưỡi trắng này. Đấy, gần nở rồi nha. Đây cái lưỡi hôm nay là chuẩn bị nở đấy các bác. Củ Lao Minh. Thì em sẽ đi cho các bác từng đơn. Đây là mã số 1, cây mít xếp này. Đấy. Và đối với hàng rừng này thì cây của nó không to đâu các bác ạ. Ngày xưa mà mua một cây củ chắc chắn cây như này phải tầm 1 triệu rồi. Xem các bác mã số 1 bằng 260.000 ạ. Đây là mã số 2 các bác nhá. Này mít rụt dịp chưa ạ? Mã số 2 bằng 250.000 ạ. Mã số 3 nhá, mã số 3 xếp quá đẹp này. Mã số 3 bằng 260.000 ạ. Mã số 4 ạ bằng 250.000 ạ. Mã số 5 cơ nhá, mã số 5 thì nó hơi nhỏ này, lá hơi lỗi lỗi. Vòi hoa thì nó bị đuôi các bác ạ. Nhìn chung là hàng rừng nó hơi thiếu nước. Nên về các bác muốn cây đẹp, các bác ngâm B1 tầm 30 phút đấy. Các bác treo ngược rễ lên rồi chờ vài ngày các bác có thể ghép lên lũa nhá, hoặc chậu. Đấy, đối với mã số 5 thì em chia sẻ các bác bằng 200.000 ạ, mã số 5 nhá. Và mã số 6, mã số 6 thì cây nó hơi nhỏ các bác ạ, mã số 6 này. Cây nó cũng không được đẹp và lá các bác. Đấy, lá hơi cháy. Mã số 6 em chia sẻ các bác 140.000. Đấy, cái mã số 5 bằng 200.000 các bác nhá, 200.000. Đấy. Đấy, rất là đẹp các bác, còn có vài cây này. Đấy. Các bác mua hàng thì kết nối trực tiếp qua Zalo hoặc gọi điện đến số 0977 á 842981 để được mua hàng các bác nhé. Đấy, cái chậu chồn đỏ thì chia sẻ các bác 380. Đấy, ngoài ra em có một cái dây chồn trắng rất là to, em mời các bác chiêm ngưỡng này. Ở trước màn hình là một cái dây chồn trắng tác phẩm nha, siêu khủng. Thì có thể nó sẽ tới hơn 2 triệu nhưng em sẽ chia sẻ các bác bằng 1.450.000 các bác ạ, chồn trắng khủng nhá. Các bác chốt là chồn trắng khủng. Và mã tiếp theo thì em mời các bác chiêm ngưỡng một giò quế của Hòa Bình, bản lá to lắm các bác, con này bản lá 6 sen này. Tố chất của con này nó đẹp các bác ạ. Quế Hòa Bình tác phẩm đơn thân. Cái mã này là mã 1E, mã số 1E thì em chia sẻ các bác bằng 1.860.000. 1.860.000 các bác nhé, mã số 1E. Đấy, rất là đẹp. Và tiếp theo thì em mời các bác chiêm ngưỡng một cái giò kiều tác phẩm của vùng miền Thanh Hóa, rất là to, kiều tím khủng nhá, thân tơ các bác nhìn này. Toàn bộ là hàng lá mít luôn. Đây ạ. Siêu phẩm kiều tím Thanh Hóa khủng thì chia sẻ với các bác nhà mình mã này là bằng 6.480.000 ạ. 6.480.000 cho siêu phẩm kiều tím Thanh Hóa khủng nhá. Đấy. Và mã tiếp theo thì em còn mấy cái chậu bệt các bác ơi. Đây. Đây có mấy chậu bệt này rất là đẹp các bác, và em gọi là thanh lý. Hôm nay còn một cái chậu bệt kỳ lân, có thể giá nó sẽ đến 850 đến 1 triệu nhưng hôm nay xả nốt các bác bằng 280.000 bệt kỳ lân nhá. Một chậu kỳ lân đẹp. Và đây tiếp theo thì em còn một cái chậu kỳ hoa quá đỉnh, quá ok. Đấy, kỳ hoa cũng thanh lý các bác 268.000 nhá. 268.000 cho cái chậu bệt kỳ hoa các bác ạ. Đấy. Đó, các bác anh chị mua hàng thì mình kết nối trực tiếp qua Zalo hoặc gọi điện đến số 0977 842981 các bác nhá. Và tiếp theo thì cuối live thì em mời các bác ngắm một cái giò kiếm xanh Huế hàng khủng. Đây. Các bác nhìn cho em cái bản lá của nó này, 7 sen các bác ạ. Và một siêu phẩm, một chậu xanh Huế siêu to vật vã, củ to nhá. Đấy, top lan va tiền tỷ mà ngày xưa các bác đã từng phải, nói chung là cũng một thời hoàng kim mà các bác đã phải bỏ ra tầm 80 triệu một măng. Thì hôm nay em sẽ sale các bác một cái siêu phẩm này nha. Các bác nhìn cái bản lá nó to này, trời ơi. Các bác nhìn cho em phải, nó quá tố chất này. Đấy, một cái giò lan đẹp, nó tiềm năng. Đấy, thực ra các bác gọi là kiếm thì nó chơi phong thủy, nó tài lộc. Đấy, vòi hoa rất là nhiều các bác nhé. Vòi hoa đây. Đấy, hôm qua còn làm gãy mất mấy vòi các bác ạ, củ này. Và nó là bao chất. Và em sale các bác mã này là bằng 3 triệu. 3 triệu cho một tác phẩm xanh Huế nhé. 3 triệu cho một cái siêu phẩm xanh Huế này các bác ạ. Bác sưu tầm cái tác phẩm xanh Huế khủng thì bác kết nối trực tiếp qua Zalo và số điện thoại cho em nhé. Đây là một cái giò xanh Huế khủng. Tiếp theo thì nó là một giò quế trắng tháng 8 nữa các bác ạ. Quế tháng 8 có mã số là A6.
A6 á, em chia sẻ các bác mã này 1.860.000. Quế chất của Hòa Bình các bác nhé, 1.860.000. Đang để rất là nhiều con luôn này. Mã số A6 các bác ạ, A6. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những siêu phẩm VIP. Các bác có thể kết nối trực tiếp qua Zalo hoặc liên hệ qua số 0977 842 981 các bác nhé. Rồi, em xin cảm ơn các bác ạ. Rồi còn đây là một cái dề quế này. Quế trắng đáng 8, phải nói cái dề này to các bác ạ. Đây là hàng dề nhá, vừa mới tắt hoa này. Đây nó vẫn còn bông các bác này. Treo các bác mã này bằng 1.650.000 các bác. Cả một dề tác phẩm như thế này các bác ơi. Đây. Cả một dề tác phẩm mị bồng con như thế này. Cái mã này thì có mã số là Q30 nhá, Q30. 1.680.000 các bác ạ. 1.680. Đấy. Đây siêu phẩm quế. Một dề quá to các bác nhá, quá to. Đó, em xin cảm ơn các bác ạ.